Thưa quý vị các bạn, Phú Yên là một trong những tỉnh có đường bờ biển khá dài của nước ta, với hơn 189 km đường bờ biển. Nơi đây có lợi thế lớn để phát triển việc nuôi tôm trên cát. Nếu như có một dịp đến Phú Yên thì chúng ta đều biết rằng là đây là những bãi cát rất sạch và đẹp. Tuy nhiên thì những năm gần đây, với sự phát triển rất nhanh của diện tích nuôi tôm trên cát khiến cho nhiều bờ biển đã bị băm nát, cùng với đó là các hoạt động xả nước biển, xả nước thải vô tội vạ ra biển gây ô nhiễm môi trường một cách nghiêm trọng. Bờ biển khu vực phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa hay xã Hòa Hiệp Bắc, huyện Đông Hòa. Nếu như trước đây, từ tuyến đường nhựa cũ ra đến mép sóng của nơi này dài cả cây số, thì nay là sự hiện diện của những hồ nuôi tôm trên cát kiên cố. Hồ nuôi tôm được xây dựng chỉ cách mép sóng vài chục bước chân. Phía sau các hồ tôm là những xi phông cùng những ống xả nước thải và chất thải chưa qua xử lý được thản nhiên xả thẳng ra biển. Sống bằng nghề đánh bắt xa bờ, ông Nguyễn Hồng Sơn nhiều năm gắn bó với biển. Tuy nhiên, từ khi các hồ tôm xả nước thải, việc làm ăn của ông cũng thất bát vì con tôm, con cá ít dần. Thì biết ý kiến là biết nói ai đâu. Một lần ra thì coi như là nó bay mùi thối gì cũng được, cái này rong rêu các thứ ấy, bùn đất nó trôi ra biển ấy. Thường thường tôm nó chết. Chết là người ta xả ra mà biển luôn. Dù các hộ nuôi tôm luôn khẳng định nước xả thải đã qua xử lý. Và đây được cho là việc xử lý đó. Nhưng tâm lý này chỉ được dựng lên cho có. Cát ở ven biển để nuôi trồng thủy sản thì đây là cái nguy cơ về hệ lụy nó lớn. Vì vậy ngay trong luật thủy sản người ta cũng quy định đó là cái thời gian là dưới 20 năm. Đó là cái việc thứ nhất. Cái vấn đề thứ hai là ngay trong cái quá trình mà hiện nay là phát triển và mở rộng thì các cấp thì họ hết sức là quan tâm và hạn chế cái việc này. Một trong những cái công tác hết sức quan trọng là phải theo dõi cái diễn biến. Nếu có những cái phát hiện những cái nguy cơ thì phải chấm dứt ngay và có những cái biện pháp là khắc phục. Tuy nhiên là khi nó bị ô nhiễm rồi thì cái việc khắc phục cũng hết sức là khó. Thực tế cũng cho thấy nghề nuôi tôm trên cát đem lại nguồn lợi không nhỏ. Nhưng việc phát triển ồ ạt mà không tính đến mật độ hồ nuôi và buông lỏng trong công tác quản lý đang khiến nhiều bờ biển của Phú Yên bị ô nhiễm nặng nề.